Câu chuyện sự tích con trâu trên Trần Gian, chuyện cổ miền núi. Sự tích con trâu trên Trần Gian là chuyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam cho chúng ta thấy vì sao con trâu của trời lại xuất hiện dưới Trần Gian. 1. Bác nông dân và trời. Ngày xưa trời có một con trâu cái. Trời thấy nuôi trâu thì không có lợi mà để trâu dùng vào việc cày bừa thì trời lại không biết làm ruộng. Trời bèn nghĩ ra một cách là cho loài người mượn trâu. Trong khi ấy, bác nông dân biết làm ruộng nhưng lại không có trâu. Bác đánh bạo leo dốc lên hỏi thuê trâu của trời. Trời bảo: "Ta cho anh thuê trâu, nhưng anh phải trả hoa màu cho ta." Không còn cách gì khác, bác nông dân đành nhận lời và dắt trâu về. Từ đó, hàng ngày bác ra sức cùng trâu cày bừa. Mồ hôi của người và vật đổ xuống, thấm cả luống cày, mà đến mùa, trời lại dâng nước lên cướp hoa màu đem đi hết. Không chịu được cảnh lấy tô châu của trời, bác nông dân đã nhiều lần xin trời nới tay cho, nhưng lần nào trời cũng nói. Còn thuê châu của ta, ta còn lấy hoa màu. Bao giờ trả trâu cho ta thì mới hết nợ. Sự tích con trâu trên trần gian. Càng làm vất vả, bác nông dân càng đói rét. Một hôm, sau khi bàn bạc cẩn thận với mọi người, bác quyết đem trâu đi trả trời. Đường lên trời vừa dốc vừa nhiều bùn, bác và trâu đi khó nhọc lắm mới đến nơi vừa đến cửa nhà trời bác lên tiếng từ nay tôi chẳng công nợ vay mượn gì của trời trời đừng đến lấy thóc lúa của tôi nữa trời cười đáp để trâu đấy cho ta anh chẳng thuê đã có người khác thôi về đi hai sự tích con trâu trên trần gian bác nông dân nghĩ đến bao nhiêu thóc lúa của mình làm ra trong mấy năm bị trời cướp không cả bác thấy cần phải lấy con trâu của trời để bù cho chỗ trời đã cướp không của mình. Bác nắm lấy đuôi trâu giật lùi xuống dốc. Cứ như thế, bác dắt trâu về tới nhà mà trời không biết. Chiều hôm đó, không thấy trâu đâu. Trời vội vàng chạy đi tìm. Đến nhà bác nông dân, trời thấy con trâu đang ăn cỏ ở trước cửa. Trời hỏi. Anh đã dắt con trâu này của ta đi phải không? Bác nông dân đáp. Tôi đem trả trâu cho trời. Trời đã nhận rồi. Con trâu này tôi chịu khó cây cấy dành dụ mãi mới mua được đấy. Trời không tin cứ nặng nặc đòi. Sốt ruột bác nông dân liền dắt trời lên dốc. Vừa đi, bác vừa chỉ xuống bùn. Đấy trời xem, chỉ có vết chân trâu đi ngược lên nhà trời, làm gì có dấu chân trâu đi xuống mà trời bảo tôi dắt con trâu của trời. Không biết nói thế nào, trời đành hậm hực quay về. Từ đó, không ai phải mướn châu của trời nữa và cái cảnh trời dâng nước cướp hoa màu thay cho tô châu ở các nơi miền núi cũng không còn nữa. Sự tích con châu trên trần gian